Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân lần thứ 6 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu tiêu biểu cho phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân. Tham dự đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lãng hoa chúc mừng. Hỗ trợ nông dân. Đại diện cho hơn 10 triệu cán bộ hội viên Hội Nông dân các cấp, các đại biểu tham dự đại hội lần này sẽ tổng kết nhiệm kỳ trước và thảo luận các biện pháp phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 theo tinh thần của chủ đề đại hội là đoàn kết, đổi mới, chủ động, hội nhập, phát triển bền vững. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa 5 Nguyễn Quốc Cường cho biết, nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua do hội phát động tiếp tục phát triển sâu, rộng, có sức lan tỏa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Vai trò đại diện của hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân tiếp tục được phát huy. Đại hội lần thứ 6 Hội Nông dân Việt Nam diễn ra trong thời điểm cả nước đang tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Do vậy, một trong những nhiệm vụ của các cấp hội nhiệm kỳ tới là từng bước thực hiện vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh. Phát biểu tại đại hội, thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, với truyền thống yêu nước và cách mạng, nông dân Việt Nam chiếm 70% dân số và hơn 50% lực lượng lao động xã hội đã có những đóng góp rất lớn trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư cũng đánh giá cao vai trò nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đã có nhiều đề xuất với Đảng và Nhà nước trong xây dựng chính sách. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng nhiệm kỳ qua, phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân các cấp còn có những hạn chế. Phong trào phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng sức sáng tạo của các tầng lớp nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới cũng như trong hội nhập quốc tế. Định hướng lãnh đạo, thực thi chính sách, phương pháp vận động, tập hợp nông dân của hội nhiều lúc còn thiếu cụ thể, chưa thật sự phù hợp với từng đối tượng vùng miền và yêu cầu chính đáng hợp pháp của người nông dân. Tổng Bí thư đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp lớn của Hội Nông dân Việt Nam phải gắn liền với các nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 và các nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội Nông dân Việt Nam phải tổng hợp các nguyện vọng chính đáng của nông dân để tham mưu chính sách cho Đảng và Nhà nước và có những biện pháp cụ thể để đưa các quan điểm, tư tưởng, chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện cho các hội viên được học tập, học nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp cận thị trường và nâng cao trình độ để trở thành chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, chung sức xây dựng nông thôn mới với các hình thức hợp tác sản xuất hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng lương thực thực phẩm có chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Hội cần chú trọng xây dựng các chương trình, đề án phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành để nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, luật pháp, khoa học, kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn. Đẩy mạnh tổ chức học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới no đủ làm giàu. Hội cần chủ động giúp những nông dân sáng tạo, đi đầu trong mở rộng sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, trong áp dụng khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ hộ, nhóm hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ trang trại, nông dân trẻ giỏi, giúp họ trở thành những doanh nhân có đủ đức tài, làm nòng cốt trong phong trào xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhà nước cần tăng đầu tư vốn, có biện pháp bảo vệ thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu nông sản, ban hành các chính sách phù hợp với đất nông nghiệp, đất hai lúa, bảo đảm giá cả hợp lý đối với những nông sản chủ yếu, những vật tư phục vụ nông nghiệp, bảo đảm lợi ích hài hòa trong các chính sách về an sinh xã hội đối với nông dân. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho hội nông dân tham gia xây dựng, giám sát, phản biện xã hội về chính sách, các chương trình xây dựng nông thôn, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện và có bước đi phù hợp
để tiến tới người nông dân có trợ cấp hưu trí khi hết tuổi lao động, đồng thời có cơ chế rõ ràng để làm tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội nông dân. Trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh nông dân, công nhân nông dân trí thức vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc, là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Một trong những vấn đề lớn của liên minh công nhân nông dân trí thức là lấy liên minh về kinh tế làm nền tảng cho liên minh chính trị. Việc trao đổi hàng hóa giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa thành thị và nông thôn là hình thức liên kết kinh tế có tác dụng kích thích mạnh mẽ nông dân sản xuất, kết nối thị trường, hợp tác lao động và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả. Hội nông dân phải coi đây là khâu quan trọng để hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hội phải có quyết tâm cao, biện pháp tốt để dẫn dắt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đi từ thắng lợi mùa vụ đến thắng lợi hợp đồng. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tránh hình thức phô trương hành chính hóa. Mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, đào tạo đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng, có kỹ năng vận động nông dân. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội cấp cơ sở và huyện đã từng trải qua thực tiễn để giới thiệu vào nguồn cán bộ của Đảng và chính quyền. Các cơ quan thông tin đại chúng chú trọng tuyên truyền gương cán bộ hội viên nông dân giỏi điển hình tiên tiến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ ban ngành cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn để tổ chức lãnh đạo xây dựng chương trình hành động của địa phương và đơn vị, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng xa rời nông thôn, coi thường nông nghiệp, xem nhẹ vai trò người nông dân trong quá trình phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6 sẽ diễn ra đến hết ngày 3 tháng 7.